hơi cua nhóc chơi xong. Anh Quý anh kêu anh em vô đổ cái giới này cả nhà. Trời cá lầm tông dữ lắm xong rồi. Kìa. Ừ, cá không nha. Thấy cá lầm tông nhóc chưa đó. Cua nhóc chơi luôn trời. Thôi thôi thôi. Đủ ăn luôn rồi xong rồi. Dữ lắm nhiều. Cua này nấu ăn được luôn rồi xong. Nguyên bụi luôn nè. Có tép luôn xong rồi. Cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Như đây là hai anh em ăn cơm dư sức rồi. Quyền hội hôm nay là đó mấy anh em dân lưới này cả nhà, lúa này chưa cắt, bên đây là đất của anh Thắng, trại của anh đằng kia đó, môn kìa. Trên lên trên. Bảo vệ an toàn luôn. Giờ này là anh Quý đặt mùa khô luôn. Vô. Quay từ từ nha. Đổ ra ngoài luôn mới căng này chứ. Vì vũ hàng của cua cua bành bành đúng không? Ui. Cái nào ăn được ăn mà không ăn được mình đổ ra không? Sao? Ôi, cua mập thù lù rồi xong ơi. Mình coi nó canh được không? Trời ơi, cua nào nó mập. Cua cứng mà. Khô. Khô ăn xong. Mới cá ngon nữa cả nhà. Có tép nữa nè. Cái một là dư ăn. Sao đi rắn luôn không? Kìa rắn cái giếng kia kìa. Có mớ cua nào không? Để dép đi. Cua ngon không á? Không bệnh, bệnh không làm gì là lỡ ra mày. Lúa đi bên hông nè. Còn cái đằng kia nữa. Cái nào ăn được ăn mà không ăn được mình đổi làm sao? Xong. Luôn rồi. Mình gãy chú sáu đi. Hôm hôm cái mương này cá chốt nhóc trơn. Trên đây có cái giếng ở trên đó trời. Thôi thôi, dữ lắm rồi xong ơi. Dữ dữ, cái này không thua cái nãy đâu nghe. Có cua rồi nó bò lên trên chứ nè. Dắt trơn quá. Đó. Thôi ở cái vô con ngon xong ơi. Cái vô bự hôm nãy. Vô biên nè.
vịnh cái đầu nó đây, đấy, cái lỗ lủng. Chuột vô ăn cá quá. Trời ơi, có vô. Mấy ký cá luôn. Quý kêu đổ mấy ngày nay rồi mà. Cái này không có cua ha. Cá gôn gì. Vô không à? Thôi, hết tài. Vậy ta thả hầm cho sống. Cá nào bự thì tắt mình ăn. Quá chặt cá luôn cả nhà, đổ có hai cái vớ nhiều cá nè. Ý mùa khô mà vậy đó. Cá cũng mập xong rồi, không có nổi xong rồi. Cái đồ này mập nè cả nhà. Cũng mập lắm, mùa khô mà cá cũng mập quá ha. Mình về hồi không chết cả nhà, đấy này mình thả được. Mưa hổm dậy luôn rồi, mưa đi á, nằm xong ký xong. Cá cũng ngon lắm nè, nằm sau ký rồi, nằm ký không để luôn hóc luôn á. À, mình về cả nhà, về để mình thả cá, con nào ăn được mình ăn. Ôi, cỏ quá trời cỏ luôn xong. Cắt đem về bán cho bò ăn ha. Sướng. Về tới nhà rồi. Ây da. Xíu nữa trời, bành cái đít rồi. Ấm ấm mình thả đi. Tụi con thả đây mai mốt tụi con nó đẻ ra con bắt mấy cái con thôi. Sao rồi không bắt cá bự đâu. Được, con nào mập mập nó lớn nha, cho nó thả lại con ăn đi. Cái này con này mập không? Nó dài hơn như sang dài. Cua không có ngọt rồi. Ôi cua nó có con này ơi. Con nè, bầu con luôn nè. Cua con là cả nhà. Cho mình nuôi con mày luôn nè. Bỏ đi, bỏ đi. Bắt ăn đi xong. Thì có luôn nữa nè. Bắt mấy cái làm tông chắc giả sát hết trơn quá. Cá về đây nó được ở nước mới à. Cá nó ốm vậy nè cả nhà. Dài. Dài, cái này có đực. Đực lắm. Thiếu mồi đó mới. Đó, được con chà bá lửa luôn. Ừ, cái đó mày đã đó. Ừ. Sạc bự bự không nè. Bắt mấy cái sạc đi. Ủa, cái sạc mập nó thời lì quá. Có được mớ tép này xong. Vậy chứ bắt không được nhiều cá cho mà thả nhiều. Cua kìa, lưa càng lên kìa. Dình hả? Cá này mình làm ăn gì xong? Cá này nấu canh đi. Canh ha? Ừ, canh bí. Ừ, kiếm mấy cái bí mình còn đó. Ừ. Nó canh bí đi.
Để lâu quá ba bí nó già. Con cái tép bỏ vô luôn hay sao? Chút chỗ nào được đặt để vô luôn. Cái gồ này nó tôi được giải thoát rồi. Cái nào thả đây ông chú Sáu vô ông kêu bắt lên từ con không trời. Có ông chú Sáu. Lúa này chú Sáu chưa ăn hay gì nè. Ừ. Lúa cũng ra cho mình luôn à. Xúc vô quán luôn. Con xúc bán luôn nha chú Sáu. Chú Sáu với chú Bảy hên á, vừa cắt lúa trong mưa á. Ừ. Ba lúa bên kia người ta bỏ cọc nhóc trơn cả nhà ơi. Bỏ cọc rồi nông dân mình khổ. Phải bao này không sao? Ai biết, thấy có bao có ngoài đó. Lọt lúa không nha. Lúa mình kia có chú 7, đây có chú 6. Lâu lắm mới xúc lúa lại trời. Ừ, nó đi ra có một thời trên chục năm rồi đó. Ừ. Lúa này khô lắm khô à. Anh em xúc lúa xong rồi nấu ăn cả nhà ơi. Thôi chiều. Ba có ai luôn. Thấy thấy chắc của chú Bảy quá. Chị. Ai thấy chú Sáu gì vậy? Đóng giống như đông cho ta điền hồi xưa quá ha. Đó đông bằng táo không ông ơi. Ừ. Thì xúc xuống dê nè, đổ qua táo. Lúc nhỏ mình còn cái bột. Rồi lớn hết, mất cái đó luôn.
sửa cái kệ để dành để đầu được ngon im xong. Ôi. Ê. Không rồi, sao lại cứng đây không rồi? Nhóng đâu kia lên kìa. Gì đóng cái nó đây? Hả? Rồi. Rồi. Bên kia gõ cái nữa được rồi. Chịu con này lại hơi. Ok. Im luôn. Để chỗ đồ để đồ cả nhà, nấu rồi mình không có chỗ để. Nấu cơm, mình ăn cơm cả nhà. Rồi, quá đẹp. Có chỗ để không? Chứ là cơm để đó liền đó. Ừ. Khai trương cái đầu cơm liền ha. Cơm sắp chín nha cả nhà. Cơm mình lại làm. Chắc nước rồi hết xong. Sớm là lú đi mua mớ đồ, mai xong ở nhà nấu cơm. Ngày nào cũng vậy. Cơm củi ngon lắm. Mới cá hôm qua nè cả nhà. Cá với tép. Hôm qua anh em tính nấu ăn luôn nhưng mà còn đồ ăn á. Sáng nay anh em nấu. Mưa bí thì mình nấu canh cà rô. Hấp dẫn chứ bồ. Đó, cái này chưa. Cái đồng tâm cái tép mà kho khô là hết sảy luôn nha. Màu mắm lộn. Màu đây rồi. Ê xong ơi, dữ lắm cháy rồi kìa. Nồi cơm ở đây đỡ không? Nồi cơm qua không? Cũng na ná vậy đó. Làm như cơm này nó bị ấy quá ơi. Gạo này nó bị gì á. Làm như 5 phần phút mới á. Khó đâu. Cũng là cái bếp quyền thoại của mình cả nhà. Của chú Sáu luôn. Sao? Nhưng mà hiện tại là giờ của mình. Hai đêm rồi chỉ còn hai anh em cứ vậy hoài đó ha, không thay đổi. Vài bữa nữa thay khác cả nhà ơi, anh em mới xong công việc rồi qua chứ thường thường đi bốn người giờ còn hai thằng căng lắm. Tối đi vô đi ra đụng mặt chứ không biết làm gì, chui vô mùng chui ra mà tối bắt ếch không có mưa không có nữa chứ. Vô đồng cao kê luôn đó nha. Đúng rồi. Mở máy túc lên không có ếch kêu rồi, lúa kêu luôn. Tép được mau hơn cá ông Tâm ta. Ừ. Cá ông Tâm chậm hơn chứ. Đây tép để vô là đổi liền à. Đó, cá kho tiêu nha cả nhà. Ơi cá có cặn gì xong rồi. Nước cây mà cặn thì nước bình. Không. Này là cái ớt dân bao đây trời. Học ớt. Có tiêu ha. Có tiêu. Còn món canh nữa cả nhà. Trời ơi, hành nhiều quá cả nhà ơi. Nó dài không hành à. Sao nằm có một bên còn bên kia chống lỏng sao? Đó cứ nó vết, đâu vết. Hết hành là đi mua thêm mới được. Mình kho tiêu chứ không phải kho hành đâu mày sợ. Đúng không? Tiêu đó cả nhà. Quá ngon. Bao lâu rồi cả nhà không ăn món này. Lắm ngon nha. Nhắc cũng quyền thoại luôn.
đồ đây sạch sẽ luôn. Đây là cá nè cả nhà, cá rô cá sặc, coi thì chưa ngon lắm đó cả nhà. Cá rô mấy cá rô nhỏ mình thả hết rồi, còn cá sặc với cá rô bự mình bắt mình nấu canh. Một đống cá mà để ra còn có nhiều nè cả nhà. Đây là bí, bí này đặc ruột luôn, giống bí vừa ngộ quá ha. Ruột nó có chút xíu dưới này à quý ơi, ở trên thì nó đặc khừ rồi cả nhà. Nè bí này chắc dẻo lắm á, xong nó lỏng ở dưới này nhưng mà ở trên nó đặc cả nhà, đó cứng ngắc luôn nè, dẻo xiềng. Giờ giống bí hồi xưa ít ha, bí giờ nhiều, giống bí này chứ bí thái quá, chưa để lâu nào ăn nó dai nó dẻo hơn đấy. Nhất là bí hầm dừa, món nó ngon cực kỳ luôn. Canh mình hấp mát gì nhiều với ta, nhiều chứ, trái một đó tại nó đặc mà. Cho cá vô cá rô mùa khô ra liền chà, cứ sôi mà. Canh thì ngọt lắm á, thấy bột ngọt. Cá này mau mà. Rồi chắc mình hấp nước quá xong. Cái này mình ăn tới chiều luôn quá luôn. Bí chín chắc cá giả quá xong. Rồi đơn giản vậy thôi cả nhà, còn hành với tiêu nữa là xong. Có được bữa cơm cùng anh em. Cái đó cùng ai đó. Mình sắc mỏng cũng mau chín ha. Bây giờ là mình tối đa tiết kiệm. Gán đi. Bữa nay ra hàng vô trễ quá. Ừ. Gán đi, mình có chồng là có ăn rồi. Khỏi cần mua. Khỏi cần chờ đợi cái hàng. Cả nhà cùng ăn cơm với tem lúa nha, tem lúa hai người. Yeah, mời mốt sang lại qua nữa là bốn người phải không? Hiện tại bây giờ thôi. Canh bí bữa cơm đơn giản thôi cả nhà ơi. Cái mùi tiêu nó thơm xong ơi. Thương. Tại gạo rồi ha. Nấu nước ít cũng vậy, nước nhiều cũng vậy, sôi lâu cũng vậy, sôi mau cũng vậy. Bữa nào cũng cơm phệt. Gạo này sao đâu quá. Sao mùa giống khác hả?
rồi. 5 phần 4 là còn gì nữa, mong phố bình thường ăn mà. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Có này nè. Thôi thôi nha. Gì ăn cơm tao là cậu ơi. Hộ độ anh em bữa nay đi bắt gì được đó coi. Ông ba, ông tư. Vợ chồng ông ba. Ông ba. Dì ăn cơm luôn bác ba ơi. Ông chứ. Ông ba. Hỏi bác ba. À, ông ba là người khai thiên lập địa cái miếng đất này là cả nhà. Cả nhà dùng cơm luôn nha. Để hôm nay anh em có cơ hội ngồi đây. Cha ruột của chú Sáu với bác Hai. Bí dẻo rồi. Đúng không? Dẻo. Bí này không dẻo sao được. Mà cả nhà tép nha. Ở đó ở đây là rừng tràm với rừng năng đó cả nhà. Nhưng mà bác Hai với mấy người con là khai quang là mấy trăm mẫu đất á, 400-500 mẫu đất á. Rồi sau này nghe kể lên nha, nghe sau này chia ra bà con ở đây giống là nhường cơm sẽ háo ha. Ừ. Ở nhà con cá chặt nha. Vậy luôn. Những người có công khai khóa ha. Hồi đó đây là rừng tràm lắm nhiều. Năm nay cũng tội nghiệp cho mấy bà con làm lúa bên này nữa. Người nào cắt sớm thì đỡ, còn cắt trễ là thương lái bỏ cọc luôn cả nhà. Ví dụ miếng đất đó phải không, là người ta mua là 6.100, ta đặt cọc là 3 triệu. Ngàn của anh Quý gì đó. À, 15 công đất người ta đặt cọc 3 triệu. Mua với giá là 1 ký là 6.100. Nhưng mà khi tới cắt rồi á, người ta bỏ cọc. Người ta không mua nữa. Ta bỏ 3 triệu người ta không mua nữa. Rồi hôm qua anh Quý mới chạy đôn chạy đáo để tìm thương lái khác á, chứ làm sao mà phơi nổi. Bên kia còn 1.000 bao nữa cả nhà. 1.000 bao là 550 tấn á. Hậu kia. Rồi mới kêu thương lái thì thương lái mới mua với giá là có 5.650 à. Là mất á, 1 ký là hết 5.000 rồi. Ủa, 1 ký là 500 đồng rồi. Em giá. 1 tấn là mất 500.000. Mà cả nhà nghĩ đi, nguyên một cái cánh đồng bên đó đó. Chá, cả nhà không thấy à. Chá, hơi chá. Nguyên cái đồng bên đó luôn á, là cái đồng chỗ mà anh em lúa ở cho cái trại của anh Thẳng á. Bà biết bao nhiêu tấn nào nói. Cao đó, cái trứng nè. Cái này đi. Thôi cảm ơn xong. Không tội nghiệp cho bà con, tới lúc cuối cùng rồi mà. Lúc mà lấy tiền nhận thu hoạch cái thành quả sau 1-3 tháng mấy trời làm mà cũng bị bẻ lại một khúc nữa. Thôi mình chỉ bức xúc chút xíu thôi. Còn bây giờ anh em ăn cơm xong cái bữa cơm cái anh em mình đi săn bắt, có gì mình bắt cái đó cả nhà ơi. Bây giờ chúc cả nhà có buổi sáng vui vẻ, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.